Xin chào tất cả các bạn, mình là Suzuki Kensuke. Hôm nay mình sẽ review trái Yami Yami Nomi. Đây là trái đất, trái bóng tối, trái ác quỷ của râu đen đó. Và trái này có giá 500.000 Belly, xuất hiện ngẫu nhiên tại shop. Là có nghĩa là khi nào nó không cho bán liên tục, mình nó random nó xuất hiện nó bán thôi. Mình phải canh mới mua được. Và trái này thì mình thuộc hệ Loja Elemental. Thực ra trái này không cần phải canh mua đâu, tại nó cùi lắm. Sau khi mình test vài lần thì nó cùi cực kỳ luôn. Bây giờ mình sẽ nói chút tiểu sự của trái này. Trái Yami Yami Nomi là trái ác quỷ thuộc hệ Loja, cho phép người sử dụng tạo ra và điều khiển bóng tối, biến kẻ đó thành người bóng tối. Yami tiếng Nhật nghĩa là bóng tối. Trái ác quỷ này vốn thuộc về Thad, chỉ huy quân đoàn 4 của hải tặc Râu Trắng, nhưng bị Marcel Dietrich, còn gọi là Râu Đen, lấy trộm và ăn mất. Nó có sức mạnh độc nhất vô nhị, kể cả theo tiêu chuẩn của hệ Loja. Trái ác quỷ này, đây, thì nó gồm có 4 skill, tuy là thuộc hệ Loja nhưng mà nó không có chiêu bay. Nó không có skill bay nghe. Đây là cái điểm mà mình không thích đầu tiên. Và nó có 4 skill chính, nằm ở cấp 1, 40, 80 và 101. Skill đầu tiên á, ở level 1 là Dark Rock. Nó sẽ bắn nhiều quả cầu, cái này gọi là gì? Viên đá bóng tối hả? Dịch ra là đá bóng tối. Nhiều viên đá bóng tối tới phía chỉ định và phát nổ, gây sát thương AOE. Gây sát thương AOE nhiều mục tiêu. Đây, mình cũng thấy nó bóng tối luôn đó mà. Để tắt ha. Cũng chẳng giống viên đá chút nào. Thấy nó cũng điên thui à. Hay là do ném gần quá. Để đi xa thôi coi. Để bắn ra phía này. Thấy giống viên đá rồi kìa. Đó, đá bóng tối. Skill thứ hai nằm ở level 40 là Blood Spiral. Skill này tạo ra một quả cầu bóng tối ngay khu vực chỉ định, hút kẻ thù, gây sát thương AOE. Và mình vẫn có thể di chuyển nghe. Skill này đặc biệt là mình vẫn có thể di chuyển. Đây, đó, tạo hút, nhưng mà mình vẫn đi qua lại được. Và hất tung luôn. Hất tung luôn, sau khi nó hút xong rồi nó sẽ hất tung tất cả ra các phía. Cũng không tiện cho farm lắm, tại vì nó hất á, thà nó hất gần thì không sao, nhưng mình khi mà hút đám đông nó hút tung lên mỗi đứa một nơi, cái xong mình phải gom lại mệt lắm. Skill thứ ba là skill Black Hole ở cấp 80. Skill này sẽ tạo ra một hố đen rất là to ở phía dưới chân của mình, và giữ kẻ địch, gây sát thương theo thời gian. Nói cũng gây sát thương diện rộng đó, ai ở trong cũng bị hết. Vấn đề là nó quá yếu thôi. Nó quá yếu thật sự. Đó, rút có 80 mấy giọt, trời ơi, yếu quá, không xi nhê gì cả. Skill thứ tư ở level 101 là Dark Bomb. Thường á, mấy skill cuối của mấy hệ này nó gần gần giống nhau, đều là lên, đều là tạo một quả cầu rồi ném tới. Đó, tôi ném hit mất rồi. Đáng lẽ ném ngay đây này, tại vì ném xa cho dễ nhìn thấy. Quả cầu này á, sau khi tới phát nổ sẽ tạo ra như kiểu một hố đen vậy á, hút tất cả kẻ địch vào tâm. Xong rồi sau khi kết thúc thì nó cũng
cũng như chiêu ý dĩa hất tung mọi đứa ra, mọi kẻ địch bay ra các hướng, gây sát thương nhiều mục tiêu. Chiêu này thì cũng tạm ổn, đam cũng ok. Đó, nó văng ra kìa. Đó là do nó hút qua bị ở ngang ngang á nên nó mới văng ngang ra, nó dễ vậy. Chứ thường nếu mà hút mà lịch lên phía trên một tí nó sẽ văng ra lên cao đồ các kiểu, nên nó cũng không tiện cho việc farm. Nếu farm thì chỉ có hai chiêu xài được thôi, là chiêu C này, xong rồi xài chiêu Z này. Đó, chỉ có hai chiêu đó thôi, có hai chiêu xài được nên rất là chán. Trái ác quỷ này vô cùng kém. Nó trái ác quỷ này thì cũng như bao trái khác đều sợ biển, xuống biển là tụt máu và chết từ từ, cái chết đau đớn. Rồi đó, tốc độ tụt máu vẫn bình thường như bao trái ác quỷ khác. Thấy rau đen kinh khủng vậy mà. Mà vào đây trái ác quỷ nó cùi mí, thực sự rất là cùi. Lời khuyên là không nên sử dụng trái ác quỷ này. Xong, review xong. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Ai chưa subscribe thì subscribe mình nha. Và mọi người comment, like để ủng hộ mình, cho mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video mới nữa. Giờ mình sẽ trước khi mình kết thúc video, mình sẽ nhận một quest mình lại đánh thử nè. Nhận quest bên này thôi cho nó dễ. May quá, bãi farm này giờ đang vắng người. Em bên kia kìa, đang đánh bên kia kìa. Qua chim bớt gọi. Đó. Để farm mà farm bằng trái ác quỷ này luôn thì rất là khó. Thường là mình farm hai chiêu mình chỉ qua đánh thường mà mình đánh kèm vô. Chứ farm bằng trái ác quỷ này á, trừ khi kích hoạt được khả năng né thôi nè. Chứ không à, chán vô cùng. Để xem coi, ném từ trên trời xuống thì nó bay đi đâu. Mấy nó cũng bay lung tung hết á. Vô dụng vãi. Cực kỳ vô dụng. Nhìn kìa. Trời ơi. Thôi giết thêm 4 con nữa. Đó. Giới thiệu, đây là đứa em đã giúp mình rất nhiều. Chạy qua gom cái đây. Giúp đỡ mình rất nhiều từ đầu tới giờ luôn á. Chứ không mà mình cũng không có chơi trò này đâu. Skill cực chuối thấy không? Chuẩn bị nè. Người ta farm mục tiêu á là tụi nó ở gần ném skill liên tục vô để cho nó nhanh. Ở đây còn hất hất ra xa đồ các kiểu. Nếu mà nó bị bung đi ở gần đó thì cũng được, đánh này cũng được. Rồi xong. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.